Chào các bạn, trong video này mình xin chia sẻ cho các bạn là quy hoạch con đường từ thành phố Thái Bình đi cầu nghìn qua Đông Hưng ở vị trí nào nhé. Và đây chúng ta thấy là bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình này. Và chúng ta sẽ cùng zoom xuống nhé. Đây. Đây chính là con đường, đây. nó là con đường này em nhé. Mình sẽ giải thích một chút xíu ạ. Đây, chỗ ngã ba này rất quan trọng này. Ngã ba, chỗ con đường màu đỏ này. Đây, ngã ba này, màu vàng vàng này. Đấy thì bên trái đi xuống dưới này Nó sẽ bắt vào đoạn đường chỗ đi ra chỗ cây xăng sông Vân nhé anh em nhìn này Dung cao này anh em nhìn thấy này Đây chỗ ngã ba đây Đường võ nguyên giáp để cây sang đây cây xăng đây Cây xăng sông Vân này anh em nhìn thấy này ngã ba bình to này Đây và chỗ này là TNR này Và con đường này sẽ chạy trực tiếp từ chỗ trà sữa Lucky đây này màu vàng này Phân phối thiết bị điện nước quý phương này Xong nó xuyên thẳng ra chỗ đấy nhá là có video mình đã phân tích về xã Đông Mỹ đó, thì anh em sẽ thấy rõ con đường nó sẽ chạy thẳng đây Đấy nó ăn thẳng nó chỗ màu vàng này Xiên thẳng nó chỗ màu vàng này Đấy và thành phố Thái Bình nó sẽ bắt vùng này đây Đấy ok chưa ạ Rồi con phía dưới này nó đi đâu ạ Nó sẽ đi đến chỗ đường cầu Vũ Đông em nhé Chỗ Thiên Trường Plaza Chạy đi cầu Vũ Đông mình sẽ zoom cao cho anh em xem này đây mình sẽ tóm tắt đầu tiên nó đi từ đâu anh em ạ Thì anh em sẽ hiểu rõ hơn Đấy chúng ta nhìn thấy không ạ Vũ Lạc đây này, này Con đường màu ghi này Chỗ quốc lộ 39 này Đây chỗ này Chính là Cô Thiên Trường này anh em thấy không thiên trường này và nó chạy sẽ thẳng con đường màu ghi đến đây là con đường hiện trạng đang có luôn ạ dĩa trái lên cầu vũ đông này à, nhưng mà nó đi sẽ chọc thẳng nhé con đường này sẽ đi thẳng Và hiện tại đang có đường chờ chỗ này rồi đúng không em nhìn thấy đường chờ chỗ này rồi đúng không đây con đường chờ này nó sẽ xiên thẳng lên phía trên này xiên thẳng qua cánh đồng lên trên phía trên này xiên thẳng này và đi qua sông và nó sẽ bắt vào con đường này em này nó sẽ bắt con đường này Đấy cho nên là con đường từ đây Từ uh, thiên trường Plaza Đấy nó đi đây Và chỗ cây xăng sông Vân Đâm ở ngã ba to này Và nó xuyên qua đường 39 này Đường 39 chính từ chỗ Đồng Mỹ Đi chỗ uh, ngã tư gia lễ Đi riêng điền là có lỗ 39A đấy ạ Đấy còn nó cắt ở đoạn này Đấy con đường to này màu vàng to này Đây chính là đường cao tốc Hưng Yên Hải Phòng à, Hưng Yên đi Thái Bình xin ra chỗ diêm điền mình đã làm video phía trước rồi bạn vào kênh của mình xem nó chạy đi đâu nhé. còn trong video này mình chỉ chia sẻ về đường thành phố tây bình đi cầu nghìn thôi đây và chúng ta sẽ tiếp tục xem đây hiện trạng này chúng ta sẽ kéo nhá đoạn này đây ngã ba này Đấy, chỗ này là xã đông hoàng nhá đông hoàng này trường mầm non thôn hùng việt cũ này kéo tiếp xuyên qua đường 39 này cây sang trọng hoàng này thấy không đây mình sẽ làm nhanh nha em về xã đông xuân này Xin qua xã đông xuân được vực này con đường này mình nghĩ dân sinh rất là ngon đây anh em thấy là sẽ có Bây giờ đang là cánh đồng nhá Tự nhiên chỗ này sẽ là thành ONT Nghĩa là con đường này sẽ là con đường dân sinh Chứ không giống như đường cao tốc Nó sẽ có barrier chắn kỹ Mà đường này đường có thể kinh doanh được Đất sẽ lên rất là cao nếu mà Cái con đường này xuyên qua nhà mình Xung quanh họ sẽ bố trí các khu ONT sau này này Đây là phân lô bán nền đúng không ạ Đấy Tiếp tục em nhìn thấy đây này Thấy chưa ONT tiếp nhé Nó đi qua trường đại học Đông Hà này tiếp tục lên trên này đây loan qua khu vực này đây em sông tiên hưng nhá đây đến chỗ điện cơ tuấn khương này sát cạnh luôn thì em thấy nó đang trong làng tự nhiên một phát ăn vào đây thì thôi xong chuyện đúng không tự nhiên trong làng thành phố ra ra phố thì anh em thấy là ngủ dậy là ok viên mãn rồi đúng không đây sẽ zoom sâu thì anh em thấy này phòng khám là cái gì linh toanh đây này, này đây được màu vàng này kéo chậm chậm cho em cùng xem nhé tiếp tục lên trên này này đình thôn đông này đây nằm ở đây đang lúa sau này thành con thấy chưa tiếp tục này cánh đồng thẳng cánh có bay luôn nuôi trồng xuất nhập khẩu thủy sản này đây kéo tiếp đây này và nó sẽ bác sang cầu nghìn Đấy, em thấy không cao tốc thái bình đi cầu nghìn mình sẽ zoom lên cho anh em xem sang bên kia sông đó chính là bên khu của hải phòng rồi à của quỳnh quỳnh phụ rồi đúng không đây nó bắt qua đoạn này này anh em này uốn lượn này, hồ câu cảnh luôn này, thôn đại phú này. Đây nằm chỗ này. Và nó xin sang đây. Em thấy không? Đây chắc chắn nó xin tiếp vào đây này, con đường tiếp theo này. Nó xin tiếp con đường này chỗ đình làng này. Xin tiếp sang đây này. Con đường đang làm anh nhìn thấy không? Nó mờ mờ nghĩa là đang làm rồi. Em nhìn thấy không? Con đường mờ mờ này, em nhìn kéo lại này. Từ chỗ màu vàng này nhá, màu vàng con đường này. Nó xin sang đây này. Xin chỗ đình làng An Tràng này ấy em nhìn thấy chiều nó đang mờ lên này, mờ mờ nghĩa là họ đang đổ cát rồi đổ đất và con đường đang hiện trạng đang làm rồi. đấy em thấy mờ mờ chưa? À, chùa lạc cổ này thấy chưa? đất đang làm đang đổ rồi và nó đang triển khai rất tuyệt vời mà mình, mình nghĩ hiện tại bây giờ là những cái ảnh này nó đang làm cách đây lâu, chụp lâu rồi và hiện tại bây giờ đang có rồi đấy. đây và nó bắt sang đây thôi. đường BOT Thái Bình cầu nghìn luôn anh em nhìn này. và sau này sẽ có một con cầu nghìn hai thấy chưa? mờ 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 này, nó sẽ làm ngay nhà máy xử lý nước thải tập trung này. Đây thằng sân ly trên này thôi Đây sân ly chuẩn chưa Đấy Con đường nằm đây Và cầu nghìn hai sẽ nằm tại đây Đấy em nhìn thấy rõ ràng chưa Đấy và cầu nghìn một lắm đấy Cầu nghìn đấy Zoom lên này em này An bài này Phụ dực này Đây chúng ta nhìn thấy một con đường mờ mờ Song song với đường quốc lộ 10 cũ này Đây nên anh em mình có thể tưởng tượng được Cái bản đồ sẽ là như vậy Đây thấy không Quốc lộ 10 Quốc lộ 39A kìa Kéo lên đây thấy không Đường cầu nghìn này thì đại thể là như vậy và hy vọng rằng với cái video này mình thấy rất giá trị rất ý nghĩa đấy thì anh em hãy cho mình xin một đăng ký kênh để mình có động lực làm tiếp nhé cảm ơn anh em nhiều và chúc anh em mình sẽ luôn đầu tư bất động sản thành công thành công và thành công nhé chào anh em